Đường kinh ngũ bội 4 liên hệ đến với đường kinh can, khởi từ đầu của gốc móng của ngón thứ tư đi dọc theo bờ trên của xương ngón tay đến cổ tay và vùng hố châm, rồi sau đó đi theo bờ ngoài qua khỏi khuỷu tay lên tới khớp vai và đi xuyên vào bên trong hố xương đòn. Từ đây chúng ta sẽ có 4 nhánh. Nhánh thứ nhất sẽ đi xuyên qua ngực và nối với đường kinh ngũ bội 4 từ tay đối diện đi lên. Nhánh thứ hai từ đây sẽ nối xuống đường kinh tam tiêu của đường kinh tam tinh của ngón ngũ bội 4 cùng tay. Đường kinh thứ ba, nhánh thứ ba sẽ đi thẳng trực tiếp xuống hạ sườn phía bên tay phải. À, bên trái cũng có nhưng bên tay phải mạnh hơn, sẽ chi phối toàn bộ vùng gan. Nhánh thứ tư từ hố xương đòn đi xuyên qua vai ra phía đằng sau lưng vùng D3 và đi thẳng giữa của cột sống, đi lên qua khỏi đỉnh đầu tới vùng tóc trán thì đi xuyên qua bên nửa vùng đầu. Từ nửa vùng đầu này đi xuống và tới vùng D1, C1, D7. Từ đây sẽ đi thẳng xuống theo hai bên cái hoa đà giáp tích, hai bên cột sống đi xuống và sẽ nối với lại đường kinh ngũ bội 4 từ chân đi lên. Đường kinh ngũ bội 4 tác dụng của nó trực tiếp là đối với ngón 4. Những trường hợp ngón tay này bị đau hay là co cứng, chúng ta sẽ sử dụng ngũ bội 4 này. Và vì đường kinh này đi mặt ngoài của tay, do đó những bệnh đau ở cái vùng mặt ngoài của cẳng tay, cánh tay hoặc là mặt ngoài của vai thì chúng ta sẽ sử dụng ngũ bội 4. Đặc biệt là ngũ bội 4 này chi phối đường kinh can đi trực tiếp vào trong gan. Do đó tất cả những bệnh gì về gan, viêm gan, rồi viêm siêu vi gan, rồi gan yếu vân vân thì chúng ta sẽ sử dụng đường kinh. Rồi đến cái đường ngũ bội 4 tay. Dạ. Dạ, đường này sẽ liên hệ đến với đường kinh can. Dạ. Anh chị em nhớ số 4 liên hệ đường kinh can. Đấy, nó cũng vậy thôi. Nó đi lên, đặc biệt nó sẽ đi qua nửa đầu. Đây là chúng ta sẽ có cái vùng nửa đầu, nó sẽ chi phối cái vùng nửa đầu này. Rồi nó sẽ nối xuống, nó có một đường nó đi xuống tới ngang cái vùng huyệt mệnh môn này thì nó sẽ nối xuống dưới chân và nó giáp cái ngón thứ 4. Thế thì có một cái chuyện hơi lạ lạ là như thế này. Anh chị biết bên Trung Quốc người ta tìm thấy cái huyệt yêu thống đỉnh, nó nằm ngay khe của ngón 4 nó nằm. Đó. Yêu thống điểm 1, yêu thống điểm 2, yêu thống điểm 3. Cái này là vùng ngày năng, yêu thống điểm năng lực. Và chúng ta thấy được rằng bản định thì lại nói là ngón này liên hệ đến kinh can. À, điều cái vùng nào chi phối mà đây nó chạy, nó chạy đến dưới vùng chân của chúng ta đây, cái đường này đây đi. Mà chúng ta biết cái nơi bệnh nhân được thần kinh tọa nó có hai nhánh, một nhánh nó chạy đường ngoài này liên hệ đến với hoạt khiêu rồi phong thủy rồi dương long tuyển rồi đi xuống đây, một nhánh khác là S1 thì nó sẽ chạy đằng sau cái mặt sau chân. Thế như vậy cái nhánh này là cái nhánh cũng là một cái nhánh của thần kinh tọa nhưng mà cũng được kinh can. Thế thì chúng ta thấy sau này chẳng hạn anh chị em chữa bệnh đau thần kinh tọa, anh chị em sẽ sử dụng cái ngũ bộ 4 ở chân và ngũ bộ 4 ở tay em rất là hay. Đó, đây là những cái. Rồi ngoài ra nữa gì, đối với lại quan niệm của đông y thì đường ngũ bội 4 này có liên hệ đến mắt. Lần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái làm sao để đưa máu vào mắt, làm sao để đưa tinh khí vào mắt v.v. Ngũ bội 4 này nó có nhiều điều chúng tôi cần phải chia sẻ với anh chị em trên mạng. Cái đường vận hành của nó thì anh chị em biết rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái tác dụng của nó. Vì đây là đường kinh can. Cho nên trước hết là chúng ta sẽ nói tới cái nửa đầu bị đau. Đau nửa đầu.
Thì anh chị em thấy những bệnh nhân nào mà bệnh hai đau nửa bên đầu đó, hoặc là chúng ta sẽ xử lý cái đường kinh mũi bộ bốn này nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chúng vào bây giờ anh chị em thấy bên Tây y người ta đang hay nói tới đó là bệnh Mitra, hay là còn gọi là bệnh thiên đầu thông. Đây là một trong số những chứng bệnh mà có thể nói là tốn công tốn sức nhất cho ngành y tế. Ở thống kê ở Pháp, mỗi một năm ở Pháp người ta tốn 250 tỷ tiền thuốc để chữa cái đau miệng răng, đau nửa đầu. Vì cái hội chứng này là cái hội chứng của cái bệnh thời đại đó, ngồi văn phòng làm việc nhiều quá rồi đầu óc căng thẳng vân vân, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng đau này. Mà anh chị em biết uống thuốc đó, thì nó chỉ có thể giải quyết được tạm thời mà thôi. Khi chúng ta uống thuốc vào thì có thuốc thì bây giờ đau, nhưng mà hết thuốc thì lại đau hoặc đấy, thành thử đó cái mất rất nhiều cái tiền trong vấn đề này. Nhưng cái phương pháp bổ của chúng ta có thể giải quyết được rất là hay. À, người sáng nay tôi có nói chị em có những người đang lái xe thì bắt đầu đang rút rụt vậy đó, mà tới chúng ta chỉ cần bấm một chút xíu nó có thể hết được. Cái đó chúng ta có thể giải quyết được rất tốt. Cái thứ ba cũng liên hệ đến với đầu, nó có một cái chứng mà trong sách thuốc nó gọi là lôi đầu phong. Lôi giống như chúng ta hiểu lôi đây là thiên lôi vậy đó. À, có nghĩa là sống chết mà ông thiên lôi không cầm cái búa sống chết. Cho nên có những người người ta bị cái chứng này là cứ về sáng sớm, về sáng thì đầu nó đau như búa bổ. Cái danh từ chuyên môn đó người ta sẽ dùng nó tên là lôi đầu phong. Tại vì buổi sáng là cái khí thiếu dư buổi sáng nó thuộc về đường kinh can. Lúc bây giờ đường kinh can sẽ chịu cái khí thiếu dư từ bên ngoài, và nó càng ngày nó càng làm cho người ta bị đau đầu nhiều hơn. Và cái đau đầu đó nó đau một cách dữ dội, giống như người ta dùng cái búa người ta bổ vào đầu mình. Cho nên đặt tên nó là chứng lôi đầu phong. Mà anh chị em khi bệnh nhân bị cái chứng này, thậm chí có nhiều người đập đầu vào tường tự tử, đau đến mức độ đó, đau kinh khủng như vậy. Nhưng mà đi tìm thì siêu âm đủ thứ kia cũng tìm thấy được cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân tại sao. Tại vì biết sao khi người ta đau như vậy, thì người ta đang đau thì chịu đựng quá đi, thì người ta chịu cho hết cơn đau. Đến khoảng hết đau thì nó khoảng 10 giờ, 11 giờ gì đó thì mới đi khám, các bác sĩ khám đâu chẳng thấy sao hết. Nhưng mà cứ ác cái là cứ sáng ra lại, mà cứ lên càng nắng càng trưa lên đời thì lại nó lại dịu bớt đi, cho nên người ta không biết cái bệnh này là bệnh gì. Đến nỗi có nhiều người, nhiều bác sĩ kết luận rằng bà bị tâm thần hay là bà bị hoang tưởng. Nhưng mà thực sự đây là một bệnh, và do đó anh chị em mai mốt mà có gặp cái trường hợp này đó thì chúng ta biết chúng ta xử lý, mà chúng ta xử lý rất hay không? Rồi kế tiếp nữa thì chúng ta thấy theo đông y can khai khiếu ở mắt, cho nên tất cả những cái bệnh gì mà về mắt chúng ta sẽ liên hệ đến với đường kinh mũi bội năm này. Sau này anh chị em sẽ thấy chúng ta có những trường hợp mà chúng ta sẽ dẫn kinh khí vào mắt, chúng ta dẫn máu vào mắt vân vân. Thì chúng ta đều sử dụng cái mũi bội bốn này, chỉ có khác nhau một điều là cái thao tác của chúng ta làm khác nhau thôi. Chúng ta sẽ dùng những huyệt nào thì dẫn máu được vào mắt, chúng ta sẽ dùng cái gì để mà dẫn kinh khí vào mắt vân. Đó là một số những cái có liên quan đến với lại cái mũi bội bốn ở tay. Ngoài ra theo đường kinh thì anh chị em sẽ thấy cái đường kinh ngũ bội bốn này nó chạy ở cái mé này. Cho đó nếu bệnh nhân khai đau, thí dụ như họ khai ở đau vai mà mé ở sau này, thì nó sẽ liên hệ với đến cái kinh ngũ bội bốn này. Đó. Như vậy anh chị em sẽ thấy đau vai mặt sau. Có một chứng bệnh mà chúng ta cần lưu ý nó như thế này. Ở trong sách thuốc đó, nhất là những sách của bên Trung y đó, người ta có một chứng bệnh người ta đặt tên là ngũ thập kiên. Kiên là cái vai, ngũ là năm, thập là 10. Là cái bệnh đau vai của người từ 50 tuổi trở lên. Người ta đau kỳ cục, người ta để tay bình thường thì không sao, nhưng mà hễ người ta cử động thì nó đau.
và nhất là những cái buổi sáng sớm. Các bà, những người mà lớn tuổi công giáo thì buổi sáng ra khai cái gì? Tôi mặc áo dài để đi nhà thờ thì tay với nó không cào được, nó đau đến cái mức độ đó. Nhưng mà qua khỏi cái thời điểm đó thì nó lại hết đau. Nó có những cái chứng bệnh mà chúng ta cho đến giờ phút này không thể trả lời, không thể. Bởi vì khi kiểm tra đi chụp X quang thì các bác sĩ nói là bài là không có phát hiện gì hết, không có gai, không có bị vôi hóa, không có gì các cái cơ này kia cũng không sang hết. Và cuối cùng người ta chỉ nói viêm quanh khớp vai và kết luận ngũ thập tiên chứng, nghĩa là đau do tuổi 50 trở lên, nó đau kinh khủng như vậy đó. Thế thì anh chị em nếu gặp cái trường hợp này thì chúng ta sẽ có thể xử lý bằng cái ngũ bội bốn này. Lát nữa khi học tới các cái khóa đó thì tôi sẽ đi chi tiết cái này hơn. Đó. Như vậy anh chị em thấy cái ngón ngũ bội bốn này rất là độc đáo. Đó. Ngoài ra khi mà cái ngũ bội bốn thì nó chạy đến đây đó, nó đi vào phía sau lưng này, nó đi xuống dưới chân, cho nên tất cái ngũ nó sẽ nối với cái ngũ bội bốn ở dưới chân. Mà cái ngũ bội bốn ở dưới chân thì đa số là thuộc về các cái chứng đau thần kinh tọa và đau dưới chân đó. Do đó chúng ta cũng có thể biết để sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái chứng bệnh nữa. Bước cổ và stress cũng sẽ sử dụng tới trên một bộ bốn. Bởi vì chúng ta thấy cái hội chứng mà căng thẳng thần kinh á, như vừa rồi chúng ta thấy ở bên Mỹ người ta nói nó bốn này liên hệ đến với thần kinh. Những cái chứng căng thẳng, lo âu, stress này kia đó thì nó sẽ dính dáng đến với lại cái, mà cái stress này thì nó khủng khiếp lắm chị em. Nó sẽ dẫn tới đủ thứ, nào mất ngủ, kém ăn, đủ thứ rối loạn à, mà nó chỉ từ ban đầu là cái stress này thôi, căng thẳng quá nó không khó làm việc được. Thì khi chúng ta bấm cái này thì chúng ta lưu ý chúng tôi cái chuyện này. Chẳng hạn giờ bệnh nhân ta hai đêm người ta mất ngủ, bảo chứ em cứ nằm xuống em đủ thứ chuyện, mơ hết đến chuyện này đến chuyện kia. Mà chồng em nói rằng bà dẹp đi, đừng có nghĩ tới, nhưng em không nghĩ. Nhưng mà nó cũng cứ chạy ở trong đầu em. Em đếm hết thứ mấy chục ngàn thứ cái con số rồi mà cũng vẫn không ngủ được. Tức mình quá, mở, ngồi dậy, mở đèn lên, mở tivi, đọc sách, đã cũng không ngủ được. Xem tiểu thuyết, xem nào kia vô cho đã, cho mỏi mắt cũng không ngủ được. Nó cứ cái gì nó cứ chạy, nên cái căng thẳng đó. Thì anh chị em thấy, đó, cái chứng stress này thì cái tam tinh của cái ngũ bội năm, tam của ngũ bội bốn này và ngũ bội năm sẽ giải quyết cho chúng ta khá tốt cái trường hợp này. À. Bây giờ khi nãy cái chị làm trong lớp nói tôi là cơ thể chị nhạy đó, thì tôi sẽ cho anh chị em thấy cái đường ngũ bội bốn này nó có những cái nét độc đáo riêng của nó. Rồi mời lên đây. Bây giờ đây chị em sẽ xem, tôi với chị này thì đúng là cũng không hề quen biết, mới biết nó học thôi, chứ không thì nhiều khi nhiều người bảo là con gà hay là con hù. Anh chị em sẽ xem, khi chúng ta dùng cái ngón ngũ bội bốn này, bây giờ tôi sẽ làm nhiều cách để cho anh chị em theo dõi thấy. Đầu tiên có thể là tôi sẽ bấm thôi nhé, tôi sẽ đẩy không thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ý cái ngón tay chị này, xem coi cảm giác chị cảm thấy, cảm nhận thấy nó chạy đi lên đầu nó như thế nào. Rồi nó đi tới nửa đầu đó, lên tới đỉnh đầu. Thì chúng ta thấy trong đông y đó, trong cứu đó, đỉnh đầu là biên của đường kinh cả. Dạ có chạy lên đó. Rồi qua đây nữa hay. Rồi. Bây giờ anh chị em sẽ xem nha. Bây giờ đây
anh chị em chưa học tới cái khóa này, nhưng mà bây giờ khi tôi khóa thế này anh chị em sẽ thấy khi chúng ta dùng cái khóa gọi là khóa ngón đặc biệt đó, nó sẽ dẫn tinh khí đi vào trong mắt của bệnh nhân. À, bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng cái ngón bốn vừa rồi, cái vừa rồi chúng ta học đó, ngửa đầu thì đúng là nó sẽ chạy ngửa đầu rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ cho nó chạy vào mắt cho anh chị em thấy. Nhưng mà muốn chạy vào mắt thì tôi phải khóa cái khác. Đây, tôi sẽ khóa cái huyệt nhân tâm, tức là cái huyệt bản dương chi này nhé. Nhưng một là tôi bấm vào cái gốc móng này, khóa cái gốc móng này, tôi dùng cái này tôi dây. Rồi bây giờ chị, nó sẽ chạy vào mắt, nhưng mà nó chạy như thế nào thì chị cho mọi người biết được. Nặng lắm thầy ơi. À, nặng lắm. Thì bây giờ anh chị em sẽ xem, vừa rồi anh chị em để ý tôi bấm có hai dạng, tôi sẽ hai con số khác nhau, con số bộ và con số tạ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm một số khác để cho chị em làm dễ chịu mắt hơn lên. Nghe nó dễ chịu hơn. À, nhưng mà bây giờ nó chạy như thế nào lên mắt, chị cho mọi người xem nó chạy như thế nào để lên được tới mắt. Dạ, nó chạy theo đây nè thầy. Chạy đây gần 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 lên đây nè thầy. Lên đây nè. Dạ. Nó may mắn luôn. Bây giờ anh chị em, vừa rồi tôi làm dưới bên tay trái nhé. Bây giờ tôi sẽ làm bên tay phải. Anh chị em nhớ là dù khi cái bên mỗi một bên đó, nó âm dương khác nhau trong cơ thể mình, bên trái dương bên phải âm khác nhau vân vân, cho nên bây giờ tôi dùng cả hai bên thì chị sẽ cảm nhận cái luồng khí nóng và luồng khí mát nó sẽ khác nhau. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng cái ngón tay ở phía bên tay phải nha, vừa rồi là tay trái, và tôi sẽ bấm 9 cái giống như là bộ. Rồi bây giờ chị cảm thấy nó chạy lên là nó nóng hay là nó mát? Bên đây nãy nóng nè, bây giờ bên đây mát nè. À, bên đây mát nè. À. Nãy nó nóng này, nãy nay nóng nè. Dạ. Dạ. Giờ đây mát nè. Quy định của âm dương của Rin Đông Y, bên tay trái là dương, bên tay phải là âm. Dạ, rồi cảm ơn chị một chút. Thế bây giờ nó như thế này chị em. Có những bệnh nhân người ta khai với chúng ta là đêm em không ngủ được, mắt em nó trọc trọc. Dạ, không ngủ được. Và thường thường thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó ở chỗ này. Khi nghĩ đến không ngủ được, tây y cho thuốc ngủ, cho thuốc an thần. Sao? Nếu chị em mình châm cứu, chị em tìm những huyệt về châm cứu, chị em châm và anh chị em cho đó là đủ, đúng không? Và nhiều khi cái hiệu hậu quả nó như thế nào thì chúng ta không lường được, chưa biết nhá. Nhưng mà đây tôi muốn phân tích để chị em thấy như thế này. Có những bệnh nhân không ngủ được về cái gì? Cái mắt nó cay xè, nó nóng, nóng xè cái mắt này này thì mới ngủ được. Có những bệnh nhân nói em phải đi đọc sách cho nên khi nào mắt em cay xè lên thì em mới ngủ được, phải không? Còn có những bệnh nhân khác thì người ta làm sao? Em vào mà mắt em nó nằm nó cứ thấy nó mắt rượi đi rồi nó cứ lạnh cái con mắt không ngủ được. Mát quá không ngủ được, mát lạnh cái mắt, nó làm cứng cái mắt lại không ngủ được. Thế thì bây giờ anh chị em sẽ xem, bây giờ với một bệnh nhân mà cái con mắt nó cay xè lên à, thì chúng ta sẽ sử dụng làm sao? Sử dụng huyệt nào? Bởi vì nó đang cay xè thì chúng ta phải làm sao? Làm cho mát đi. Đó. Ví dụ như họ vào họ nói em ngủ, em muốn ngủ lắm nhưng mà mắt em nó cứ cay, nó không thể nào ngủ được, cái xe đây. Đó, thì khi đó anh chị em sẽ sử dụng cái như vừa rồi tôi lục ha. Chúng ta sẽ khóa gốc của ngón bốn lại và chúng ta sẽ dây cái huyệt nhân tâm, xong anh chị em sẽ học tới. Dây cái huyệt nhân tâm mà phía bên tay nào? Tay nào? Tay phải. Để làm cho nó hết cái xe đi. Còn ngược lại cái anh mà vô mắt làm như lúc nào nó cũng cứ lạnh ngắt mắt này, không đóng mắt lại được. Đó. Nó cứng nó lạnh mắt em cứ phải xoa như vậy. Khi em xoa mắt một tí nó đỡ thì em cảm thấy nhìn người buông ra nó lại cứng lại, không ngủ được nữa. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải làm sao? Đây là mát, chúng ta phải đưa ấm vào, phải không? Làm cho nó ấm lên. Tại bằng chứng là nhiều khi họ vui 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 cái mắt này một lúc thì họ lại ngủ được.
Thế thì chúng ta sẽ sử dụng ngũ bộ bốn kết hợp với là cái gì đây? Nhân tam ở bên tay nào? Đây anh chị em cứ nó khác nhau là những chỗ như vậy đó. Cho nên hiệu quả hay không người khi nó do từ những cái chỗ này gây nên. Rồi đó là đường kinh số 4. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua đường kinh số 5. Sau này đi vào bài tháng tôi sẽ phân tích kỹ hơn nữa để cho anh chị em thấy từng cái chứng một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có đây, chúng ta sẽ có tất cả những chức năng này.